Hey yo, xin chào bạn trở lại với kênh của mình. Thì mình là Giáo Sư Phúc đây bạn ơi. Hôm nay chúng ta cùng chơi tiếp tựa game All Star Tower Defense nha. Hôm nay mình sẽ review cho anh em xem một cái nhân vật limited mà chúng ta có thể sở hữu được thông qua việc đó chính là đi cài Winterfell nha các bạn ạ. Thì con nhân vật này là con Chainsaw Man, một cái nhân vật mà có khả năng gây bleeding hay là hiệu ứng xuất huyết khá là mạnh ở trong game của mình. Đây là một trong những cái nhân vật mà mình nghĩ là các bạn nên sở hữu sớm, bởi vì nó sẽ không có còn tồn tại nữa khi mà cái tựa game của chúng ta nó update. Đấy, thật sự là mình cũng không biết là bây giờ nó còn tồn tại hay không, nhưng mà nếu mà không còn thì hơi su cà na cho anh em nào mà không có này nhá. Không có thì thôi hãy coi video của mình để coi thử coi là con này mạnh tới đâu nha. Thì đây là chỉ số cơ bản của nó, chúng ta sẽ có được một cái nhân vật cấp 175 với lượng đam là 10k7, tốc đánh là 10 giây và rank là 58.5. Nhìn chung thì mình thấy là cái lượng đam của ông nội này nó hơi bị tù một xíu so với cái lượng tốc đánh này. Với cái lượng tốc đánh 10 giây này thì nghe lượng đam nó khủng hơn một tí, nhưng mà không sao, bởi vì giá đặt của chúng ta chỉ có là 500 thôi, thế nên chúng ta có thể sử dụng anh ta để thủ đầu được ngay từ những cái quay đầu tiên. Rồi thì không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu video để xem thử xem là anh bạn Chainsaw Man của chúng ta có thể mạnh đến mức nào nhé. Rồi thì nếu các bạn cảm thấy thích mình, đừng quên để cho một like cũng như một subscribe nhé, để mình có động lực làm video. Còn bây giờ thì let's go anh em ơi. Đâu, và mình có một cái shop ạt, bán ạt Blockfoot các bạn à. Các bạn có thể lấy link ở ngay cái phần mô tả, không thì ở cái phần bình luận cũng được các bạn à. Nhớ vào đó mua cái ạt để ủng hộ mình, cho mình có tiền để mua ổ mì ăn mỗi buổi sáng nha. Cảm ơn các bạn. Bạn cần mua robot đúng không? Ở đây mình có shoprobot.vn. Shoprobot.vn là shop bán robot uy tín hàng đầu Việt Nam, được các YouTuber du team quảng cáo cũng như là đảm bảo về chất lượng uy tín. Thế nên là các bạn cứ mua nick và cũng như tận hưởng những dịch vụ trên shop này mà không cần phải lo lắng về độ uy tín nhé. Đường link của shop mình sẽ để dưới phần mô tả, ấn vào để trải nghiệm dịch vụ của shop nha. Rồi, với cái khả năng là gây được sát thương là khoảng là 10.000 ở trong những cái quay đầu tiên, thì mình nghĩ là anh bạn này sẽ có thể mà tiêu diệt được những con quái mà cái lượng máu nó được cứng một tí, khoảng 150k máu chắc con này cũng sẽ làm gỏi thôi. Thế nên mình sẽ xì-ba một anh bạn máu khoảng 150.000 ấy, để cho chúng ta coi anh bạn này phòng thủ như nào. Rồi thì cái skill đầu tiên quánh của anh bạn này có vẻ như là hơi bị chán nản một xíu, vì vậy mình thấy là cái hiệu ứng đòn đánh nó hơi bị chán một xíu. Để anh hỏi xem nhé, bleeding này nó sẽ gây sát thương là mỗi 8 giây các bạn ạ, tức là sau 8 giây thì nó sẽ hết cái việc là bị bleeding này. Thì ok, nó cũng khá là thích hợp với anh bạn này, bởi vì anh bạn này có thể gây thêm cái hiệu ứng bleeding này sau 10 giây. Đấy, nhìn chung là tốc độ đánh 10 giây này nó cũng không quá là tệ. Nhưng mà nếu được thì bleeding 4 giây nó, nếu mà được thì nhân vật này nên đánh 4 giây nó vẫn ngon hơn. Tại 4 giây thì chúng ta có thể gây hiệu ứng xuất huyết cho 2-3 mục tiêu, còn với 10 giây như thế này thì thật sự là hơi chán. Rồi bây giờ mình đã tăng lượng máu của anh bạn lên 1 triệu nhé, và bây giờ chúng ta hãy cùng coi được coi khi mà nâng lên cấp 2 nhé, thử coi anh bạn này có thể thủ được 1 triệu hay không. Khi bấm vào mình thấy là cái nhân vật này có thể gây lượng sát thương là 61k ở lần nâng cấp thứ 2. Mình nghĩ là đây sẽ là một cái khả năng mà phòng thủ rất là tốt đây các bạn à. Thì anh em có thấy được là chúng ta sẽ tốn khoảng 7k5 tiền để update thứ 2 này. Hơi tệ vì cái giá tiền này là cái giá hơi đắt các bạn à. Thôi cứ nâng cấp đi trước cái đã. Anh bạn này của chúng ta sẽ không có cái thuộc tính như hết nha các bạn à. Điều này sẽ khá là tệ, bởi vì nếu mà không có thuộc tính thì chúng ta sẽ không thể nào vác anh bạn này vào trong những trận Infinity, những trận Story để chúng ta thủ. Mà thôi kệ đi, con này thì mình thấy là cái sức mạnh của nó là chúng ta có thể vác vào những trận Story thôi, thì nó cũng khá là ok rồi. Những cái trận mà Infinity thì cũng cứ lú lẫn hoài, cứ gác vác vào Infinity thôi là cũng khá là ngon rồi. Rồi bây giờ thì ok, thì ba một con quái 1 triệu máu ra để coi thử coi là nó làm gỏi như thế nào nha. Ok, 1 triệu máu có vẻ cũng không phải là một cái vấn đề quá là to tát với anh bạn này thì phải. Đâu, coi thử coi con quái này nó có thể cầm cự được tới đâu nhé. Sao lại như vậy? 10 giây quánh một lần mà tại sao nó lại bị cái hiệu ứng xuất huyết nó lại không có mà hoạt động chân chu vậy? Phát đầu tiên nó hoạt động không chân chu lắm. Đây cũng có tỏi chưa? Ok, đi được tới đây luôn hả? Nói chung là cũng ngon. Rồi, nâng cấp tiếp theo thôi nhé. Khi mà chúng ta nâng cấp lên thì anh bạn này sẽ tăng cho chúng ta là 10 rank, cũng như cái lượng đam tăng lên là khoảng là 60.000. Đó, ok, 135.000 đam. Vậy thì chúng ta sẽ phải nâng cái lượng máu lên khủng khủng một xíu, chứ không thôi là anh bạn này sẽ kiểu phòng thủ nó không được, anh em sẽ không thấy được khả năng phòng thủ của anh bạn này. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã có được một cái con quái với lượng máu là 2 triệu. Rồi ok, 2 triệu máu thì nâng lên khoảng chúng ta đã tốn khoảng là 20k để phòng thủ. 20k mà thủ được 2 triệu máu thì mình nghĩ là ok là phết, không tệ đâu các bạn. Ok, rồi ngẫm. Ok, bây giờ hãy cùng nâng cấp độ tiếp theo nhé. Cấp độ tiếp theo tốn 15k và chúng ta sẽ được cái lượng đam là 258. Cái gì vậy? Sao mà nó rẻ dữ vậy trời? Sao con này nó rẻ thế? Thì hồi nãy chúng ta mới nâng cấp lên cấp độ thứ 3 thì nó sẽ có một cái là Chainsaw Dash, thì anh em cứ tưởng tượng, anh em cứ nghĩ nó nhé, nó là cái kiểu như là lưỡi cưa lướt, kiểu như là lướt mà nó có lưỡi cưa các bạn. Đâu, lưỡi cưa lướt nó sẽ như thế nào? Đâu, mình tua chậm lại nhé. Đây. What the fuck. Nó sẽ kiểu nó chạy vô xong nó xoáy mấy cái kẻ thù hả? Cái chuyện gì vậy? Nhưng mà với cái lượng đam như thế này thì nó thật là những cái con quái mà cái lượng máu nó khoảng 2 triệu nó không thủ được đó các bạn ạ. Thôi mình sẽ tăng nhẹ lên 7 triệu nhé. Các bạn có thấy được là khả năng phòng thủ của anh bạn này nó khá là tốt. Thì ok, mình nghĩ là anh em nên sử dụng anh bạn này để phòng thủ cho những cái đợt mà những cái con quái mà nó cứng cáp một tí, kiểu như là những cái con quái boss hay gì đó, thì anh bạn này chắc là sẽ làm rất là tốt công việc này. Trời ơi, nãy chúng ta chỉ mới bỏ ra gần 40k thôi mà chúng ta đã có thể mà gây được cái lượng sát thương mà khổng lồ như thế này rồi. Ồ, được phết đó chứ. Thấy nè, ôi 5 triệu máu nha anh em. Con này hồi nãy là 7 triệu máu nha, nó sấy bây giờ là nghe còn 5 triệu máu nè các bạn à. Đây, mình sẽ tăng tốc độ lên nhé để cho anh em coi cái khả năng mà tàn sát của anh bạn này. Đây. Ok. Và thêm một đòn nữa thôi là chúng ta có thể giải quyết được anh bạn này. Thì trong thực tế thì cái nhân vật những cái con quái chúng ta nó không đi chậm như vậy đâu, nhưng mà trong thực tế thì chắc là các bạn cũng sẽ có thêm một cái sự hỗ trợ của con râu đen để hỗ trợ cho cái việc mà slow. Thế mình nghĩ là sức mạnh của anh bạn này phải nói là hơi bị kinh khủng quá so với cái giá tiền các bạn ạ. Nơi các đội tiếp theo nó sẽ được thêm 443k là khoảng 150k đam nữa và thêm 10 rank với 20.000. Cấp độ tiếp theo sẽ cho chúng ta được cái gì? Độ tiếp theo lại cho chúng ta được thêm 200.000 đam, khoảng hơn 200.000 đam, chỉ 26k tiền. Ôi rẻ thế, cái con này nó rẻ lắm các bạn ạ. Ok. Rồi cấp độ những cấp độ cuối nè. Cấp độ này mới là những cái cấp độ mà tốn tiền nè các bạn ạ. Đây, cấp độ cuối sẽ tăng cho chúng ta thêm 1.200.000, 1.300.000 đam gì đó, và cho chúng ta thêm 1.200.000, 1.300.000 đam, và cho chúng ta thêm khoảng 30 rank, hình như là 25 rank thì phải. Cái này là 25 rank. Ok, thì 35 rank chứ, phải không ta? Cái này hình như 35 rank. Từ khi mà nó update, nó chuyển sang như thế này, mình nhìn mình cũng chả biết là bao nhiêu rank nữa. Rồi ok, bây giờ hãy cùng xì ba một vài con quái nhá. Bây giờ là 600.000 máu. 600.000 máu thì chắc là 10 triệu máu là nó làm gọi cũng tích tắc thôi các bạn à. Đây, rồi xì ba một con quái ra và tua nhanh x2 nhá. Đây, đây là con quái 10 triệu máu các bạn à, và nó chỉ cần bao nhiêu đòn? 2 đòn nè. 2 đòn là gần ngủm con ra các bạn à, và đòn thứ ba sẽ đòn kết liễu. Đây. Đòn thứ ba con quái 10 triệu máu biến mất các bạn à, và chúng ta chỉ có 80k thôi nhá, và chúng ta đã được một cái nhân vật mà nó có thể tiêu diệt được con quái 10 triệu máu rồi. Đây là một cái điểm mà rất là kinh khủng của nhân vật này. Mình cũng bắt đầu hiểu lý do tại sao mà nó không có cái hệ các bạn ạ. Nếu mà nó có cái hệ chắc là nó sẽ thảm sát hết những cái con boss nó các bạn. Đấy, những cái Infinity mà bị nó khắc chế chắc là nghe từ đó về sau không có cho con này vô đâu. Thì con này chắc là sớm nó cũng sẽ bị giảm sức mạnh lại thôi. Bây giờ thì nâng cấp độ gần cuối chúng ta sẽ được là thêm bấy nhiêu đam đấy các bạn. Nâng. Và ở cấp độ cuối cùng chúng ta sẽ tốn 920k để có thể có được một cái nhân vật mà nghe gây được gần 3,5 triệu sát thương hơn. Ok, quá là mạnh luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em coi hai cái dạng mà mình nghĩ là ổn nhất nha. Đây là cái dạng mà rẻ, nó dạng là dạng đi story nè các bạn ạ. Đi story chúng ta chỉ tốn khoảng 80k để có được cái sức mạnh là 690, gần 700k đam. Đó, 700k đam. Tốc đánh là 10 giây và đang là 80 đây. Ok, mình sẽ boost luôn nhé để cho các bạn xem tổng quát về cái sức mạnh của anh bạn này. Nhìn chung là anh bạn này chúng ta có thể đem vào story cũng được, mà đem vào Infinity cũng được. Nếu mà đem vào Infinity thì mình nghĩ là nếu mà nâng cấp được một cái anh Chainsaw Man này thôi thì cái tỷ lệ là các bạn dọn được cái con boss các bạn à. Mình nói thật là nghe khoảng 100 triệu máu mà có thể mà nghe sống sót được với cái lượng đam này các bạn à. Đây, boost lên và boost lên. Ok, thì cái lượng đam của anh bạn mà nghe đi story nha các bạn, đi story là chúng ta sẽ được là 2,4 triệu đam với cái giá tiền là đấy. Thêm boost nữa, hai con này nữa chắc còn đắt hơn nữa. Hai con boost này thì nâng lên max cấp thì như mình nhớ là khoảng 30k tiền, hai con này 60k. Đấy, thêm anh bạn này nữa là chúng ta sẽ là 80k, 80k cộng 60k là 140k. Đấy, 140k để gây được cái lượng sát thương là 2,4 triệu. Và cái rank là 93. Mình nghĩ là đây là một cái giá mà quá là hời cho các bạn. Còn nếu mà nói về đi Infinity á, thì các bạn sẽ có được một nhân vật mà nghe nó ối trời ơi luôn, 12 triệu sát thương. 12 triệu sát thương này thì Nếu như mà chúng ta có thể úp cái... Bây giờ mình chỉnh máu con này lên chắc 200 triệu thì nó sẽ tăng được thôi. Chứ 10 triệu máu nó nhảy cái là chết queo rồi các bạn à. Đấy, thì ok, mình nhìn chung là cái nhân vật mà Chainsaw Man này thì nó rất là mạnh so với cái giá tiền mà chúng ta bỏ ra. Gần như đây là cái nhân vật mà có thể đánh cái hiệu ứng xuất huyết mà mạnh nhất trong game hiện tại các bạn ạ. Thì nếu mà anh em muốn thì mình sẽ làm một cái video test thử cho anh em coi tất cả nhân vật mà nó có khả năng gây xuất huyết mạnh nhất ở trong thời điểm game hiện tại, để anh em coi thử coi cái sức mạnh của nó như thế nào. Còn hiện tại thì mình thấy là cái Chainsaw Man này chắc chắn là cái nhân vật mà OP nhất rồi. Rồi thì đó là nhận định của mình về cái nhân vật Chainsaw Man này, một cái nhân vật mà nó rất là mạnh so với cái giá tiền này, và anh em cũng nên sở hữu cái nhân vật này sớm nhé. Không biết là lúc mà làm video này thì cái Winterfell hay cái trận ải nó còn hay không. Nếu mà còn thì anh em hãy cấp tốc đi cái trận ải đó để chúng ta kiếm cái nhân vật Chainsaw Man này. Còn nếu mà không á, thì hơi chia buồn với anh em vì anh em đã đánh mất đi một cái unit rất là mạnh và nó sẽ meta khá là lâu, trong khoảng 2-3 tháng nữa. Rồi thì mình sẽ kết thúc video tại đây nhé anh em ạ. Cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu rất khác nha. Nếu cảm thấy thích mình đừng quên mình sẽ ra video vào lúc 9 giờ sáng cũng như là 4 giờ chiều mỗi ngày. Rồi, còn bây giờ thì tạm biệt các bạn.